đây đâu. Truyền gia đình Hồng Kẻ tóc xanh và bố mắt ra đây cho ta. Ta có việc cần thông báo. Sao? Nhà vua truyền chỉ ba mẹ con ta vào cung. Nhanh nhanh các con, nhanh nhanh chúng ta vào cung. Có khi nào hoàng thượng sắp sửa cho ta vào cung làm hoàng hậu không nhỉ? Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, tỷ tỷ tuế. Ta cho phép gia đình nhà ngươi bình thân. Không biết là hôm nay hoàng thượng cho gọi mẹ con chúng thần đến là có việc gì không ạ? Hôm nay ta truyền các ngươi tới đây để nhắc cho gia đình nhà ngươi một việc. Xưa kia gia đình nhà ngươi đã có hôn ước với hoàng tộc. Nay công chúa của ta đã đến tuổi cập kê. Một trong hai người con trai của nhà ngươi sẽ được tuyển chọn làm phò mã để kết hôn với con gái ruột của ta. Wow, vậy là chúng ta có thể trở thành phò mã. Uầy, chúng ta có thể làm phò mã ở trong cung đình luôn. Thế thì thần xin được mạnh dạn đề cử con trai của thần, đó là Bốn Mắt, một người vong võ song toàn, lại rất là thông minh uyên bác, thông thạo 12 thứ tiếng. Thần xin được đề cử con trai thần làm phò mã. Thôi, ngươi không phải nói nhiều. Ta đã có một ý định, đó chính là tổ chức một cuộc thi với một thử thách. Người nào chiến thắng thử thách này sẽ được tuyển chọn làm phò mã. Sau đây, ta xin công bố thử thách. Bởi vì công chúa của ta rất thích ăn bánh Akiko. Do vậy, ta sẽ thử thách các ngươi, đó chính là xây một ngôi nhà bằng bánh Akiko. Người nào xây được ngôi nhà mà ta và công chúa đều ưng ý thì sẽ được tuyển chọn làm phò mã. Sợ gì chứ? Ta sẽ làm mọi giá để Bốn Mắt được làm phò mã. Thằng tóc xanh, mày đừng hòng được làm phò mã. Ta sẽ trộn hết bánh của nó lên. Trộn hết bánh của nó lên để cho nó phải ngồi nhặt lại bánh từ đầu. Như vậy là nó đã mất thêm thời gian. Trộn lên. Tóc xanh Bốn Mắt đâu? Mau mau bắt đầu làm thử thách đi. Mẹ đã chuẩn bị sẵn bánh Akiko cho hai đứa rồi đây. Mình sẽ bắt đầu làm ngay. Trước tiên là phải bóc ra đã. Nhìn mấy cái bánh này ngon quá à. Ăn một tí rồi lấy sức làm sau cũng được. Nhiều như thế này cơ mà, cứ ăn thoải mái đi. Ăn vị này trước đi. À các bạn ơi, hình như đây là bánh Akiko nhân sữa. Đúng lúc mình đang thèm ngọt nữa chứ. Bánh có một lớp vỏ xốp bên ngoài và nhân sữa ở bên trong. Wow, cắn một miếng mà thấy giòn rụm luôn. Ui, nhân sữa bên trong ngọt nhẹ, lại còn thơm thơm mùi sữa nữa. Các bạn nhìn này, đúng là cái vị mà tớ thích luôn. Lớp vỏ thì giòn xốp, ăn không ngấy một tí nào cả. Nhai nó cứ giòn giòn. Ui ơi nó vui. Còn rất là nhiều vị ở đây nữa này các bạn. Ai mà thèm ngọt chắc là sẽ ăn hết cả chỗ này luôn mất. Vị này là vị Akiko phô mai. Nhân bên trong béo béo và thơm lừng hương phô mai luôn các bạn ạ. Vị thứ ba này là Akiko cà phê mocha. Ui, vị này thì rất thơm lừng mùi cà phê mà còn kết hợp với cả vị ngọt nữa. Wow, cả ba vị đều ngon, mình thích cả ba vị. Mà mình nghe nói này, bánh Akiko còn rất nhiều các vị khác như Akiko nhân kem sầu riêng, Akiko nhân custard, Akiko nhân sữa dừa. Oh,
Mặc dù mình cũng đang rất là thèm ngọt, nhưng mà mình không thể ăn vào lúc này được. Bây giờ là thời gian để làm thử thách, không thể ăn được. Mình sẽ lên ý tưởng cho một lâu đài thật là đẹp. Đầu tiên mình sẽ sử dụng những tấm gỗ, sau đó mình sẽ dùng keo gắn bánh vào những tấm gỗ này, và sau đó mình sẽ ghép lại thành một lâu đài thật là đẹp. Bây giờ mình sẽ hoàn thành luôn. Mình đã xem quảng cáo của bánh Akiko rất nhiều rồi, mình đã nghiên cứu rất kỹ, mình chắc chắn là mình sẽ làm được một lâu đài thật đẹp. Yeah, thật vui với Akiko xưa. Xoay vòng cùng Akiko cặp phê Mocha. Akiko Fumai đã bỏ đi. Ăn no quá, ngủ lúc nào không biết nữa. Thôi chết rồi, đã gần hết thời gian thử thách rồi. Nguy rồi, vì mình mê cái vị ngọt nhẹ của vị sữa quá nên mình đã ăn hết vị sữa rồi. Bây giờ lấy đâu ra mà xây nhà bây giờ? Toàn là vỏ thôi, chỉ còn cách là dùng vỏ để xây nhà thôi. Nhanh lên không thì muộn mất. Làm xong thì sẽ sang xem tóc xanh. Yeah, nhà của mình xong rồi. Các bạn thấy nhà của mình có đẹp không? Mình thì thấy rất là đẹp. Vừa đỡ tốn công, vừa được ăn mà lại còn đẹp nữa chứ. Trời ơi, sao anh tóc xanh có thể làm được cả một tòa lâu đài như vậy? Đẹp thế. Kiểu này mình thua chắc rồi. Ta phải xem, để xem thằng tóc xanh mày hoàn thành đến đâu rồi nào. Chà mà ôi, mình trộn hết của nó lên mà nó vẫn làm được một cái lâu đài to như rứa. Thằng này láo thật. Mày định cướp mất ngôi vị phò mã của bốn mắt à? Mày đừng hòng, ta sẽ làm mọi giá để ngăn cản mày. Nó vẫn chưa hoàn thành xong lâu đài của nó đâu. Nhân lúc nó đi nghỉ, mình sẽ nhanh tay ăn cắp hết bánh còn lại của nó. Như vậy là nó không còn gì để xây hết. Đây rồi, ta sẽ lấy hết. Đời mày, thằng tóc xanh. Hồng kẻ, ngươi đang làm cái gì đấy? Hoàng thượng. Lén lén lút lút, lại còn lấy hết cả bánh Akiko của tóc xanh. Có phải nhà ngươi đang định hãm hại tóc xanh không? Thần, thần không dám đâu à. Ngươi vẫn còn già mồm à? Ngay từ đầu ta đã thấy tóc xanh là một nhân tài. Ngươi vẫn bày mưu tính kế để hãm hại tóc xanh hết lần này đến lần khác. Ngươi sẽ bị trừng trị. Bay đâu? Ra mụ này và nhà lao cho ngay xét xử. Hoàng thượng đa mạng. Muôn tâu hoàng thượng, thần đã làm xong lâu đài bằng bánh Akiko cho công chúa rồi ạ. Giới thiệu với hoàng thượng, lâu đài của thần có thể che nắng, che mưa,
có cửa ra vào, lại còn được trang trí bằng màu sắc của ba loại bánh rất là hài hòa. Hoàng thượng ơi, thần đang ở trong lâu đài, trong này rất mát mẻ, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, bởi vì cửa rất thông thoáng, lại còn có rất nhiều bánh Akiko. Tha hồ thưởng thức những lúc buồn chán và đói bụng, những lúc thèm ngọt, chúng ta có thể ăn bánh Akiko. Ngoài ra, lâu đài của thần còn có chức năng mui trần, tức là có thể mở mái lên để chui ra ngoài như thế này này. Chúng ta có thể hóng gió trên đỉnh của lâu đài, trên này rất cao và mát mẻ. Sau khi hóng gió xong, chúng ta đóng mái lại. Theo ta thấy, Tóc Xanh xây nhà vừa sáng tạo lại vừa chăm chỉ. Lâu đài của Tóc Xanh rất đẹp, còn nhà của Uống Mắt thì vừa nhăm nhở lại vừa lười biếng. Công chúa, con thấy sao? Ôi, lâu đài của Tóc Xanh đẹp quá vua cha ơi. Con thích lâu đài này, con chọn Tóc Xanh. Tóc Xanh, chúc mừng nhà ngươi đã trở thành tân phò mã. Từ nay mình đã trở thành phò mã rồi. Nhi thần tạ ơn hoàng thượng. Các bạn ơi, bây giờ thì mình có thể thỏa thích ăn bánh Akiko được rồi. Các bạn ơi, các bạn hãy nhớ luôn luôn chăm chỉ và thật thà để được ăn bánh Akiko thỏa thích như là mình nhá.